mua kim cương, heal, Titanic và các dịch vụ liên quan tới tựa game Pet Simulator tại robotviet.vn. Xử lý đơn tự động nhanh chóng, quẹo lượng ngày hôm nay các bạn nha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo về tựa game Pet. Nội dung video ngày hôm nay là nội dung mà các bạn đã chờ rất lâu rồi. Đó là thử thách mở những trứng Lucio mới, Lucio S14. Cái trứng này mình khá tâm đắc về thiết kế luôn, cực kỳ đẹp. Trong đó con Pet Titanic của mình là Titanic Nightmare Cat 0.05%, rất là kinh dị đúng không? Bên cạnh đó mình sẽ còn hai con heal Pet là con heal Nightmare Spirit cũng như là con heal Nightmare Kraken. Sau tầm vài ngày đi săn trứng, do mình hết robot rồi, mình phải đi săn nó bằng kim cương. Trung bình một trứng là 20 tỷ, ở đây mình đang có là 30 trứng nè. Vậy cho nên vị trí video này mình đã tốn khoảng đâu đó 600 tỷ. Với đây bạn thấy mình có một con heal Nightmare Kraken. Cái này không phải mở trứng các bạn, cái này là mua. Hôm qua mình thấy một người bán với giá 175 tỷ. Do là một khi trứng này vẫn còn tồn tại, thì mỗi ngày như vậy sẽ sinh ra nhiều con heal mới cũng như là con Titanic Nightmare Cat. Nên theo thời gian thì giá trị sẽ giảm xuống thôi. Trong thời gian mình quay video này, giá 175 tỷ mình nghĩ là khá là ok. Cũng như là coi nó là linh vật đi các bạn. Mình mua nó để cầu may luôn. Do nó là con pet heal 0.7% mà. Mình chỉ đặt mục tiêu video này là kiếm được con heal pet thôi. Một trong hai con, hoặc cả hai con. Còn con Titanic này xa vời quá. Ông trời ông cho trúng là trúng à. Game pet bây giờ cập nhật là 2 tuần một lần. Và thứ bảy tuần này là tuần trống ha. Sẽ không có quay trở lại sự kiện nhân hai kim cương đâu. Tại vì như vậy nó sẽ khiến kim cương càng ngày càng lạm phát. Mặc dù bây giờ tỷ giá kim cương cũng khá là cao rồi. Điển hình là khi các bạn truy cập trang robotviet.vn, bên web cũng đã nâng lên 10k sẽ là bằng 5,5 tỷ kim cương. Và khi các bạn mua gem trong khung giờ vàng 11 giờ, 12 giờ, 18 giờ, 19 giờ từ thứ 2 tới thứ 6, nó sẽ được cộng thêm 35%, tức sẽ tương đương đâu đó khoảng tầm 7,4 tỷ kim cương chỉ 10k thôi. Đừng bỏ lỡ nha các bạn. Thì giá kim cương này lên xuống theo thị trường. Khi mà thị trường trong game nó lên thì bên web sẽ tăng và ngược lại ha. Vậy tốt nhất các bạn hãy theo dõi trên trang robotviet.vn để có thể mua được kim cương trong thời gian hợp lý nhất. Vấn đề thứ hai là sau nhiều ngày kêu gọi các bạn đăng ký kênh, cuối cùng kênh mình cũng đã được 350k sub. Số lượng người coi chùa đã giảm đi một tí, bây giờ chỉ hơn 60% một tí thôi. Lại tiếp tục kêu gọi nha. Nếu bạn thích series này và là người mới coi kênh, nếu được hãy cho mình xin một like, một đăng ký kênh. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Phải có cột mốc gì đó thì mới thường xuyên tổ chức giveaway. Không biết là trong hai cái livestream gần đây nhất có bạn nào nhận được pet giveaway từ mình không ta? Ok, khều khều như vậy thôi. Bây giờ mình sẽ quay trở lại với nội dung chính video, đó chính là mở 30 trứng Lucio S14. Với 30 trứng này mình sẽ mở 10 trứng bên server VIP, còn 20 trứng còn lại mình sẽ đi qua bên Trading Plaza. Nếu mà xui lắm trong video này mình không kiếm được con heal còn lại là con heal Nightmare Spirit, chắc mình sẽ đi mua luôn á. Autolick đã sẵn sàng. Ok, 3 trứng đầu tiên. Click 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 click. Autolick. Đấy, còn 4 lá nè mọi người. Bum 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 bum. Rồi, chúng ta có một con gấu và hai con Spirit. Đây không phải là những trứng đầu tiên mình mở. Cái ngày game cập nhật á, mình cũng đã ngứa tay. Mở 7 trứng rồi mọi người. Trong đó mình có được 3 con gấu và 4 con ma. Tiếp tục, Autolick, Autolick. Trời ơi, nó lắc cho lâu dữ vô, mình tưởng nó ra con heal chứ. Rồi, chúng ta có 3 con ma và 2 con gấu. Và 5 trứng tiếp theo mình sẽ đi tới khu vực Glacier. Chỗ này có một cái tượng của Preston bị đóng băng nè. 1, 2, 3, Autolick, Autolick. Đúng rồi, lắc kêu. Kraken, Nightmare Kraken các bạn. Đây chính là con pet thường hiếm nhất. Đây là xuất hiện là 13%. Trứng thứ 4, trứng thứ 5. Như vậy là hết 10 trứng rồi. Yes, chúng ta lại có một con Kraken và một con gấu. Cũng không tệ các bạn. Rồi chúng ta sẽ di chuyển tới Pro Server bên Trading Plaza. Qua đây nhờ sự trợ giúp của cộng đồng các bạn. Cái giá trứng ngày hôm nay vẫn trung thành với mức giá khoảng tầm 20 tỷ. Lâu lâu các bạn kiếm được cái món ngon thì tầm 19-18 tỷ. Tiếp tục với 3 trứng nào. Click 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 click. Wow, lần này mình có tới 2 con Kraken luôn. Hai con Kraken và một con gấu. Cho vào binh hơi cao thì vậy. Tình hình các quan biển vẫn chưa sửa xong, cho nên lâu lâu sẽ bị giật giật. Binh nó tăng đột biến, khá là khó chịu luôn. Coi anh từ 2018 bây giờ mới gặp anh. Wow. Rồi tiếp tục nào. Click 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 click. Trời ơi. Quay tính ra nãy giờ mình chưa có con nào câu đành với Shiny hay là Rainbow nha. Ok, tiếp tục nào. 3 trứng tiếp theo. 3 trứng tiếp theo. Yes. Heal. Heal. Ok. Như vậy mục tiêu video đã thành công rồi, 1.25%. Bây giờ chúng ta chỉ còn lại con heal này thôi, 0.7%. Tuy mình đã mua rồi ha. Giá RAP ngày hôm nay 137 tỷ đến 167 tỷ nè, tuột xuống xíu. Giá RAP là giá đấu giá nha, không ảnh hưởng tới value của nó. Các bạn nên theo dõi web để biết được giá chính xác của con pet này. Nhưng nhìn chung là hôm nay nó giảm đi một tí rồi. Mình vẫn muốn mở được nó trong video này. Đố mình vẫn còn khá là hên đúng không? Mình còn 11 trứng nè. Tiếp tục 3 trứng nào. Giúp tôi đi các bạn ơi. Giúp tôi đi các bạn ơi. 3 con bạch tuộc luôn. Gắt vậy man. 3 trứng tiếp theo nữa nè. Come on boy. Rồi, xui trở lại rồi. 2 con gấu, 1 con ma. Mình thấy một số video clip trên YouTube đứng trong khu vực này ra được Titanic đấy. Mở từng trứng thôi các bạn. Một con gấu. Trứng thứ hai. Lại là một con gấu. 600 tỷ đó các bạn. Chưa được 10 phút nữa hết clip rồi. 3 trứng cuối cùng. 2. 3. Rồi xong luôn. Tổng kết lại với 30 trứng mình chỉ mở được một con heal pet thôi. Và con heal pet này là 1.25%. Nếu mà nói về lời hay lỗ thì chắc chắn là lỗ rồi. Tại vì con heal pet này cũng như là khi bạn bán được hết tất cả những con Lucio dưới này cũng sẽ không tới 600 tỷ. Theo trang tham khảo thì ngày hôm nay những con pet Lucio con thấp nhất khoảng tầm 1.4 tỷ, con gấu là 1.9 tỷ,
Con Kraken là 3 tỷ. Ô bên này có ai bán 17 tỷ một trứng nè các bạn. Hốt nhanh quá vậy ba. Cái người bán là tên là Exotic Beat. Bên trên này có người đấu giá một con Nightcat, một con Bad Lucille, chức năng Diamond 5. Có 3k thôi hả? Mình thử lên 100 triệu coi, tham gia cho nó vui. Tuy là mình không cần mình tham gia cho nó vui các bạn. Đẩy lên 420 nè, lên 600 đi. Lâu lâu phải cạnh tranh chứ các bạn. Mình cũng kiếm được vài trứng Lucille với lại con heo giá rẻ từ khu vực đấu giá này rồi. Bởi vậy các bạn cũng đừng bao giờ tin vào giá ráp nha. Do là cái phần đấu giá này, người ta có thể tự đôn hay là hạ giá một con pet để làm giá cho nó vì mục đích cá nhân. Nó lên 900 triệu rồi các bạn, thôi bỏ đi. Mình sẽ quay trở lại với cái bút của mình và bán những con pet này với giá là 999 triệu. Thì đó chính là nội dung video này, mình đã mở 30 trứng Lucille S14 và kết quả mình có được chỉ là một con heo pet. Cảm ơn theo dõi và hẹn gặp lại những video tiếp theo nha. Xin chào.